nickgame.vn, shop bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ sale đến 50% với mức giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn bán nick Free Fire, Tốc Chiến và Liên Quân, cam kết là giá rẻ nhất thị trường cho anh em. Ở dưới đây thì có các dịch vụ như bán vàng, bán ngọc và bán đồ giá siêu siêu rẻ cho anh em lựa chọn luôn. Ngoài ra, shop có phần đó chính là vòng quay may mắn và thử vận may với tỷ lệ trúng là 100%. Anh em muốn mua gì hãy truy cập ngay nickgame.vn, link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là một nick trái đất mình mới mua được về để làm hành trình cho anh em đây. Và cái nick trái đất này thì mình sẽ làm cái hành trình gì đây? Với 700 triệu sức mạnh và nhiệm vụ đó chính là tiêu diệt số 2. Đây thì nick này là ở bên server 6 nha anh em. Kỹ năng nhìn sơ qua nó cũng chả có một cái gì hot luôn anh em. Ngoài ra có con đệ tử có 2k sức mạnh thôi anh em ạ. Và anh em đã nhìn thấy gì rồi đúng không? Đó chính là một set Thiên Sinh Hăng nha anh em. Đây, áo Thiên Sinh Hăng 1 sao chưa nâng cấp này. Quần cũng 1 sao chưa nâng cấp, găng dày và cái radar này bị ép một phát là 3% sức đánh rồi anh em ạ. Đó, thì đây mình mới mua được cái nick set Thiên Sinh Hăng ở bên server 6 này nha anh em, để về làm hành trình cho anh em. Và hành trình lần này là cái gì đây? Đó chính là mình sẽ làm một cái hành trình với con trái đất set Thiên Sinh Hăng và chơi theo phong cách HP nha anh em. Ok, giờ thì mình sẽ vào vấn đề luôn. Tại vì trước giờ thì mình cũng chưa làm một cái hành trình đó chính là trái đất chơi HP như thế nào. Đấy, thì tính ra thì cũng không dư được cái món Thiên Sinh Hăng nào, dư được vài món Kirin thôi anh em. Vài món Kirin nhưng mà không đủ set anh em ạ. Chỉ đủ set Thiên Sinh Hăng thôi. Đó thì dương đồ không có gì hết anh em. Ok, giờ thì chắc là mình sẽ vào vấn đề luôn. Thì cái nick này mình sẽ úp theo phong cách mới, đó chính là mình sẽ úp đệ tử trước và mình không úp sư phụ nữa. Ok, giờ chúng ta sang đảo Kame và tiến hành đổi con đệ cái. Tại vì con đệ vừa lấy là mình nhìn qua nó hơi cave đấy anh em ạ. Ok, giờ thì mình sẽ vào Santa và tiến hành đó chính là mua đổi đệ tử luôn nha anh em. Mình thì chắc là lần này mình sẽ chơi đệ trái đất đi. Đúng rồi, chơi đại trái đất đi. Tại vì mình sẽ mua set HP trái đất về để chơi. Đó thì vẫn để nguyên hành tinh trái đất nha anh em. Ok, đổi thôi nào. Để xem cái chỉ số nó như thế nào đây. Con này nhìn cũng khá ok này anh em. Gadic luôn này. Ok anh em ơi, và bây giờ chắc là mình sẽ nâng luôn chiêu một đệ tử lên nha anh em. Nhưng mà mình đã đổi sang một con đệ khác rồi anh em. Con vừa lẫy thì nó hơi Sida một tí. Mình đổi sang một con giáp cao hơn rồi. Ok, nâng luôn lên cấp 5 chưa cấp 1 đi. Rồi, nhìn khá là ok rồi. Đây, một con đệ mình mới đổi sang 164 giáp anh em ạ. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ đi úp nhá. Và hẹn anh em ngày mình mở skill. Hello anh em, và hiện tại là mình đang đi mở skill 2 cho con đệ đầu tiên của nick set Thiên Sinh Hăng này đây. Ui thôi chết rồi, đấm luôn siêu quái thế này là ra luôn rồi. Mẹ. Ok, giờ thì mình sẽ choáng lại để cho con đệ tử đấm này. Sắp rồi, sắp ra rồi anh em. Đây rồi, để mình xem nhá. Ui, 173 rồi kìa. Gadic và vãi cả nồi ạ. Hello anh em, và hiện tại là mình đang chuẩn bị mở cho nick này con đệ thứ hai, xem là nó có khác không. Con đầu tiên ra Masenko bố nó rồi anh em. Đậu xanh đen vãi nổi. Không biết là con này nó có mang lại hy vọng gì đây cho mình không. Đây, mình nghĩ là nốt con Drum này với cả một con lợn này nữa thôi là ra này anh em. Rồi, cho nó đấm nốt con lợn này nữa đi. Rồi chúng ta cùng xem skill nó ra là cái gì nhá. Ra cuối map như mọi khi thôi. Ok, chúng ta cùng xem nhá. Đây, 150 rồi này. Demon và what? Ok anh em ơi, và hiện tại là mình đang úp con đệ thứ 3 rồi. Đậu xanh mở skill thứ 2 lần thứ 3 cho cái nick set Thiên Sinh Hăng này. Công nhận nick này không hiểu bị cái gì, nó ám vãi nổi. Hai con Masenko ạ. Ok, mình nghĩ là ra rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem nha. Bao nhiêu đây? Gadic này. Ôi trời, Antomic ạ. Thôi chắc là chơi tạm luôn đi anh em, chứ mình thấy con này nó không ra Kame nổi anh em ạ. Hai con rồi, Masenko và con thứ ba là Antomic thì Thôi, bỏ anh em ạ. Chắc là mình sẽ chơi luôn Antomic nha anh em. Rồi thì chắc là bây giờ mình sẽ nâng luôn cho con đệ này cái skill 2 lên cấp 7. Sau đó đi úp lên skill 3, skill 4 luôn nha anh em. Để mình mở nhẹ cái đi. Rồi này. Ok, giờ thì mình sẽ học lên cấp 7 luôn đi.
Trời chiến luôn như gì nữa. Ok, 6 này, 7 này, ok nha anh em. Giờ thì chắc là mình sẽ đi úp lên skill 3 và anh em cùng hóng xem nó ra cái gì nhá. Bây giờ thì chắc là mình sẽ quất luôn một con thỏ đi, 3 căn 5 ngọc với cả một cái phiếu giảm giá VIP. Ok anh em ơi, và hiện tại là mình đang mở skill 3 cho con đệ nick Seth Thiên Xin Hăng. Đậu me, không biết là lần này Atomic nó lại ra Kaioken nữa thì cháu chịu luôn nha. Úp lại từ đầu mệt vãi nồi luôn anh em ạ. Đấy, hiện tại là 999849 rồi, chỉ còn 200k nữa thôi là nó sẽ ra nha anh em. Đây, chắc mình nghĩ nốt con này thêm một con nữa đi. Hay nốt con này thôi nhở? Để tí mình xem nào. Chắc nốt con này nữa thôi là đủ đấy anh em ạ. Nốt con này nữa mình xem luôn nha. Xem luôn đi. Ra đây mày. Ui đủ luôn này anh em, vừa khít luôn. Ui Thái Dương Hạng San ạ. Đúng với Seth Thiên Xin Hăng luôn anh em. Được của nó nhở? Được anh em ơi. Ok, hello anh em. Và hiện tại là mình nghĩ chắc là đến thời điểm để mình đi úp sức mạnh sư phụ lên 17 tỷ 9 rồi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ sắm luôn một cái bông tai. Sau đó thì mình sẽ đi mua bùa và úp cái nick này lên 17 tỷ 9 để mở giới hạn cho con đệ với cả sư phụ để đi úp nha anh em. Tại vì bây giờ úp ý, nó mắc chỉ số xong rồi tự nhiên nó lại không mở giới hạn sức mạnh thì nó lại hơi lỗ anh em. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ mua bùa và tiến hành đi úp luôn bùa 8 giờ đi. Thôi mua luôn bùa một ngày đi nha anh em. Mua 24 tiếng luôn đi anh em. Mình mua full như trí tuệ này, mạnh mẽ, gia châu và x3 x4 luôn anh em ạ. Và hiện tại là mình đang đấm ở bên CO2 anh em ạ. Tại vì nick này mới làm được nhiệm vụ Android số 2 thôi. Tiềm năng thì được có 120 mấy k thôi anh em. Cùi chưa? Nhưng mình nghĩ là chắc là nâng max sức đánh lên ấy thì nó ok hơn. Ok, giờ thì mình sẽ treo úp nha. Và hẹn anh em ngày mình lên 40 tỷ. Hello anh em, và hiện tại là mình đã lên được 17 tỷ 9 sức mạnh rồi anh em ạ. Thì mất khoảng tầm mười mấy tiếng đấy anh em. Đây mình cho anh em xem bùa luôn. Bùa lúc mình mua là 24 tiếng, bây giờ còn 8 tiếng, gần 8 tiếng, 430 mấy phút. Gần 8 tiếng luôn anh em. Giờ thì mình sẽ học full cho sức mạnh sư phụ lên 40 tỷ nha anh em. 30 tỷ này, 40 tỷ. Ôi trời chết, thiếu bố ngọc rồi. Mẹ, chắc là tí nữa mình sẽ phải đi mua rồi anh em. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ nâng max sức đánh gốc. Sau đó thì mình sẽ đi úp lên 30 tỷ luôn nha anh em. Rồi anh em ơi, thì vừa nãy mình treo lên 26 tỷ rồi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ nâng tiếp giới hạn sức mạnh lên 80 tỷ luôn nha anh em. Mình vừa mới đi mua thêm ít ngọc với anh em, 60 tỷ rồi này. Mà bây giờ mình sẽ lại phải sang bên chỗ kia rồi. Nhưng mà trước đó thì cứ cộng max ở đây lên 24k đi. Sau đó qua bên thần điện sau anh em. Rồi anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là mở thêm giới hạn sức mạnh cho đệ tử nữa nha anh em. Đây, đệ tử mình sẽ nâng lên cho 8 tỷ luôn anh em ạ. 25 này, 30 này, 40 này, 50 và 50, máy chậm thế nhở, đợi tí, 60 này, mà nâng lên 70 luôn nha anh em, 80 luôn này. Rồi, nói chung là đã mắc được cái giới hạn cho đệ tử rồi nhá. Giờ thì chỉ còn sư phụ thiếu tiềm năng nữa thôi. Mình sẽ cộng full HP trước nha anh em. Để như kiểu là hành trình này là hành trình trái đất chơi HP mà anh em. Ok. Ok anh em ơi, và hiện tại là mình đã lên được 40 tỷ sức mạnh cho sư phụ rồi. Đây thì mình mới nâng được max HP này. Đệ tử thì mình mới làm cho quả găng anh em thấy chất lượng không? Để chuẩn bị lên úp lên 20 tỷ nha anh em. Thì mình đã chốt là chơi con đệ này rồi. Đó, nhìn sơ qua thì khá ok. Giờ thì chắc là mình sẽ đi úp tiếp nha anh em. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ mua thêm một con thỏ đi anh em. Mua thêm một con thỏ nữa anh em. Tại vì nick này hiện tại mới có một con thỏ thôi. Rồi, chắc là mình sẽ quất luôn nha anh em. Tại vì hiện tại mình cũng đủ rồi ấy. Rồi ok, và phiếu giảm giá VIP lần này thì chắc là mình sẽ mua thêm một con frost nha anh em. Để sau này qua bên cooler ấy, có gì úp. Đây, 650 ngọc mua thêm luôn đi. 650 này. Rồi, nói chung là đã đủ tất cả các phụ kiện rồi. Giờ thì chắc là chúng ta lên đường đi úp. Ok anh em ơi, và hiện tại là chúng ta đang chuẩn bị, đó chính là mở skill 4 cho cái nick Seth Thiên Xin Hăng này nha anh em. Nó lên được 998 rồi. Chỉ còn tầm 2 triệu nữa thôi là chúng ta mở được skill 4 đây. Và không biết là con đệ Atomic Thái Dương Hạng San này nó có ra khỉ cho mình được hay không, hay ra khiên cho mình được hay không. Chứ hiện tại là mình thấy thích khiên hơn cả cái đẻ trứng rồi đấy. Chứ từ trước đến giờ làm hành trình full đẻ trứng, chưa một con nào ra cái gì khác luôn nha anh em. Nói chung là khá là mệt đấy. Hy vọng là con này nó sẽ ra cho mình đó chính là khiên hoặc là khỉ đi.
Ok, giờ chúng ta sẽ ra cuối map và tiến hành xem luôn là nó ra gì nha anh em. Mình nghĩ là úp con siêu quái vừa rồi là nó ra rồi đấy. Ra rồi anh em. Chắc là mình sẽ xem luôn đi. Má, chắc admin nên chứng nhận cho mình là một cái bằng, đó chính là ông hoàng đẻ trứng của cái game này đi. Cái đậu xanh nó ra liên tục, méo hiểu kiểu gì luôn anh em. Thôi thì chắc là hành trình của cái nick này ngày hôm nay, tập này chắc là đến đây thôi nha anh em. Và để tập sau thì mình sẽ úp mắc cho đại HP này, đập set thiên xin hang này và đi làm nhiệm vụ nha anh em. Ok, bye anh em.